để cho cô dì chú bác xung quanh có công ăn việc làm. Đây là ra đây nhổ cỏ. Đi vào đây thì chúng ta sẽ được chứng kiến là nói chung là rất nhiều những trang trại đẹp và những cái biệt thự đẹp của các đại gia ẩn giật ẩn mình. Xin chào tất cả anh em quay trở lại với Full Lucky nhá. Trong video ngày hôm nay thì mình lại sẽ tiếp tục đưa anh em Full Lucky một chuyến trên cao. Chúng ta sẽ đi phượt trên cao một chuyến nữa nhá, ngay tại quê hương của mình. Thì anh em ạ, ở cái tập trước ấy, cái phần 3 ấy, thì mình đã đưa anh em quay quanh khu vực trung tâm của làng mình. Không biết là anh em nào đã có câu trả lời cho mình là cái ngôi nhà nào có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất làng của mình chưa? Nếu mà anh em mà chưa có câu trả lời thì mình nghĩ là anh em nên xem lại video đấy, bởi vì là mình đã quay rất là kỹ rồi. Còn không ấy thì mình nghĩ là anh em nên cho gia đình cũng bạn bè hoặc là gọi họ hàng vào xem để cho nó có cái nhìn khách quan nhất. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục đưa anh em phượt trên cao nhá. Phương lưu ra cái khu vực ngoại thành của quê hương của mình. Bởi vì ở đây anh em ạ có rất nhiều những cái trang trại đẹp, cũng như là những cái ngôi nhà, nhà gác, biệt căn biệt thự ấy, nhà vườn đẹp không hề kém cạnh trong nội thành khu vực trong làng mình anh em nhé. Vậy thì không để anh em chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng Phương lưu lên trên không để xem quê hương mình có cái gì ở ngoại thành nha anh em. Ok anh em. Hiện tại máy bay của mình đang cất cánh và mình sẽ cho máy bay bay cao khoảng độ 50m thôi. Bởi vì là hôm nay thời tiết nó không được đẹp nha anh em. Thời tiết nó hơi xấu, gió to cho nên là những cái cảnh quay mà nó không được mượt hay là nó rung lắc thì anh em bạn bè thông cảm nha. Đầu tiên thì mình sẽ đưa anh em đi ra khu vực đấy là ấp Hạnh. Ở trên đường đi thì đi qua nông trại nhà bác nào, nếu các anh em thấy đẹp thì nhớ comment nha. Và nếu mà các anh em bạn bè mà thấy máy bay bay qua ấy, thì tuyệt đối là không chọi đá nha. Máy bay của mình nó không có chế độ né đâu, nên anh em thông cảm. Đây, bắt đầu là máy bay sẽ bay qua khu vực nông trại nhà ai đây. Mình nói chung là khu vực này mình cũng ít đi qua ấy, cho nên là mình cũng không biết nhà nào cả. Cho nên là các bác mà biết thì nhớ comment nha. Đây là khu vực nhà ai, à gần với lại cái đường liên thôn. À kia rồi. Trước mặt có một cái nông trại nhà bác nào khá là đẹp đấy. Không biết phải một nhà không nhưng mà thấy có mấy hàng nhà lưới rất là hiện đại. Xen kẽ với nó là những cái gọi là những cái hào. Hào nước này. Hào nước này thì theo mình thấy thì nó rất giống với lại những cái bể bơi chuẩn Olympic. Đấy, không biết là các bác có cái mục đích giống như em nói không nhưng mà có thể là chiều chiều con cháu ra đây tập bơi cũng được. Đó. Hoặc là một cái nơi gọi là tập thể dục. Đấy, các bác có thể chiều chiều ra đây múc nước tưới cây, hai tay xô, nói chung là cũng thú vị. Ồ, hình như là trên hai cái hào này hình như là có một cái nhà lưới này. À đâu, nhà chòi anh em ạ. Ờ đúng đúng rồi, nhà chòi. Cái chuồng kia chính xác là nhà chòi rồi. Nói chung là mình thấy cái nhà chòi này cũng là một trong những cái nhà mà cũng khá là phổ biến và cần thiết đối với lại những cái đồn điền, trang trại lớn, khi mà các gia chủ họ thường xây dựng những cái nhà chòi cao vượt trên ngọn cây, cao vượt trên vườn của họ ấy, để có cái nhìn bao quát, trông nom vườn dễ dàng hơn. Ok, lan man thế thôi thì bây giờ sẽ đưa anh em vào trong trung tâm nhá. Trên đường đi thì anh em mà có cua được cái nhà nào đẹp thì nhớ bảo mình nhá. Đi vào đây thì chúng ta sẽ được chứng kiến là nói chung là rất nhiều những trang trại đẹp và những cái biệt thự đẹp của các đại gia ẩn giật ẩn mình. Không biết là các bác anh em có biết không, tuy nhiên thì thời gian gần đây ấy, khu vực này thực sự là rất nhiều nhà đã đổi đời nhờ việc đấy là lợn tăng giá. Hiện tại giá lợn thì theo mình được biết thì như là vẫn trăm mấy ấy. Nói chung là cũng khá là cao, kỷ lục rất là cao luôn. Cho nên là rất nhiều nhà là tự nhiên lại có ô tô đi, rồi thì nhà biệt thự ở rất là hoành tráng luôn. Ok, sẽ cho máy bay lăn man ra đây một chút quanh khu vực mấy cái nhà vườn ở đây. Đây, trước mặt anh em nhìn thấy như là có một khu người dân họ ở. Nói chung ở đây thì cũng rất là nhiều nhà cao tầng anh em ạ. Nhà 2-3 gác rất là nhiều luôn. Kiến trúc cũng đẹp, không hề kém cạnh với lại những người ở trong nội thành. Đấy, con máy bay của mình nó lại cảnh báo cái gì đây? À, nó cảnh báo về cái độ cao với cả cái chiều dài bay.
nên là nó cảnh báo mình. Con này nó rất là phiền phức anh em ạ. Kiểu như là nếu mà mình mà cho nó bay quá xa ấy, là nó sẽ cảnh báo mình về cái chiều dài, về cái khoảng cách giữa nó với mình. Cho nên là nó không muốn mình bay quá xa đâu. Khi bay quá xa ấy, thì mình không nhìn thấy nó, cho nên là nó sợ rơi, cho nên là nó không cho mình bay xa đấy. Đôi khi nó cũng an toàn, đôi khi nó cũng rắc rối, nó cứ cảnh báo liên tục à. Ok, bây giờ là đây sẽ cho máy bay né né sang một chút bên phải cho anh em nhìn cái con suối Hoàng Thanh. Sẽ có rất nhiều anh em bất ngờ với cái tên này đấy, nhưng thực tế nó là cái suối Hoàng Thanh em ạ. Ở trên bản đồ hành chính Việt Nam ấy thì là có cái tên như vậy, suối Hoàng Thanh. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cái tên này chắc gần như là không ai biết, lạ hoác luôn, cái tên rất là lạ. Đến mình hôm nọ mình xem bản đồ hành chính Việt Nam ở quê hương mình ấy, mình có thấy cái bất ngờ với cái tên này ấy. Tại sao nó không gọi là sông ngoài mà lại ghi là suối Hoàng Thanh, rất là lạ luôn. Tuy nhiên anh em nhé, cái con đây là cái con ngòi Yên Hà ấy. Quê mình nó gọi là ngòi Yên Hà, thì là nó là cái đường biên giới ranh giới giữa hai cái xã Việt Tiến và Thượng Lan ở quê mình. Ok, máy bay đang cách cái chỗ mà nó xuất phát đấy là 1.200m, ở trên độ cao đấy là 100m. Sức gió ở trên thì đang khá là mạnh đấy anh em, 7m trên giây thì phải. Bay vòng một lượt quanh khu vực trung tâm ấp này nha. Nếu anh em thấy khu vực nhà ai có cái nông trại mô hình VAT đẹp thì nhớ bảo mình nha. Nói chung anh em ạ, ở cái khu vực này thì 10 nhà thì 8 đến 9 nhà là đều có gọi ao hồ nông trại. Nên là nếu mà nhà nào không làm ấy, thì thực sự là rất là phí. Bởi vì như em thấy ấy, là cái đất đai thiên nhiên ở đây rất là phù hợp cho cái việc làm nông trại. Đất bằng phẳng này lại gần sông ngòi ấy, rất là thuận tiện cho cái việc lấy nước nôi. Đường xá thì cũng rất là thuận lợi. Dạo gần đây thì xã mình cũng đầu tư nâng cấp cái con đường liên thôn vào cái khu vực này, cho nên là nhà nào mà không làm thì cũng thực sự là rất là phí. Anh em nào chưa biết nông trại nghĩa là gì ấy, thì mình xin giải thích như thế này. Theo mình được biết ấy, nông trại ấy, và có một số nơi họ hay cũng hay gọi là điền trang hay là trang trại ấy, thì nó là một cái vùng đất đai của một cái chủ sở hữu nhỏ thôi, một cá nhân hoặc là gia đình. Họ quy hoạch theo cái mô hình đấy là VAT, vườn ao chuồng đấy. Trong đó thì vườn thì là sẽ là trồng những cái cây ăn quả, ao thì là nơi nuôi trồng thủy sản, và tê đấy là chuồng đấy anh em. Chuồng thì là nơi như anh em biết là để giam giữ cũng như là vỗ béo mấy cái cục thịt di động ấy, mấy cái cục vàng di động theo như cái tên gọi thời thế bây giờ. Còn mấy cái em nhỏ ở trong miền Nam mà nếu mà có xem được video này của anh ấy, thì anh cũng xin giải thích rằng ở ngoài này nó gọi là lợn chứ không phải gọi là heo như là các em ở trong miền Nam gọi đâu. Thực ra là nó giống nhau, nó là một con thôi, nó đều biết kêu tiếng lợn thôi. Còn bảo khác nhau ấy, thì thực tế là cách viết của nó khác nhau và cái tên gọi vùng miền khác nhau thôi, chứ nó không khác nhau cái gì nhiều đâu. À còn khác nhau một cái nữa, đấy là con lợn thì nó chỉ đóng phim con lợn thôi. Còn con heo thì nó cũng chỉ biết đóng phim con heo thôi đấy, nó tham gia những chương trình của con heo thôi đấy. Ok anh em, lượt bay thứ hai này thì mình sẽ đưa tất cả anh em đi vào trong khu vực đồi Nương Đồng nha. Đây là một cũng là một trong cái khu vực mà mình nhìn thấy là cũng khá là nhiều nông trại đẹp của làng mình. Đây để mình nâng máy bay lên độ cao phù hợp đã, để cho anh em có cái nhìn bao quát quanh khu vực ở dưới. Ok, đang khu vực đang ở khu vực giữa đồng và đang ở độ cao đấy là 46-47m rồi. Ok, sẽ cho máy bay bay vòng và đi thẳng vào khu vực đồi Nương Đồng nha. Theo như mình được biết ý, là có một cái truyền thuyết kể lại từ ông bà cha mẹ ở cái khu vực đồi Nương Đồng này. Đó là năm xưa, rất là nhiều năm về trước ý, thì khu vực này nói chung là cũng không có ai sinh sống đâu, không ai ở như bây giờ đâu. Ngày xưa là trên này là một cái đồi rất là hoang vu hoang vắng, chỉ có cây và cỏ, đặc biệt ý, là rất là nhiều ma hú đó. Nhưng mà cũng không hiểu một cái cơ duyên gì, vì một cái lý do gì mà đã có một hai cụ lên đây cắm rùi ở một cái mảnh đất mà không ai nghĩ có thể ở được. Tuy nhiên là sau rất nhiều năm tôn tạo và xây dựng thì như anh em thấy là khu vực này bây giờ là cũng khá là phát triển, cũng có hơn 20 nóc nhà, cũng có những cái nông trại rất là đẹp đó.
Đặc biệt là khu vực này lại thu hút một cái nông trường rất là lớn của hợp tác xã mình, đấy là chạy rau. Tuy nhiên thì thời gian gần đây ấy, theo như một nguồn tin không chính thống từ một cái tờ báo Lá Cải mình có nghe lõm được ấy, mình có đọc được ấy, thì là cái khu vực nhà lưới này hiện tại đang được thầu của một cái người chủ đến từ Bắc Ninh và đang tiến hành cái dự án đấy là hình như là trồng nho thì phải, trồng nho sạch ở cái nhà lưới này. Nói chung là mình thấy là rất là ok, ổn. Hy vọng là dự án này sẽ phát triển và thành công tốt đẹp trong tương lai để cho cô dì chú bác xung quanh có công ăn việc làm. Đây là ra đây nhổ cỏ. Đấy, đùa vậy thôi anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đưa anh em ngắm nhìn những cái nông trại, nhà cửa bên dưới nhá. Đây, ở khu vực đồi Đông Đồng này nói chung là xung quanh cũng nhiều ao hồ lắm anh em ạ. Chuồng trại thì cũng nhiều. Vì ở đây là cái hệ thống mương rạch ấy, nó cũng đầy đủ nên là cũng thuận tiện cho cái việc là lấy nước nôi. Đây anh em nhìn thấy là máy bay của mình đang bay trên khu vực của một nhà anh giai gần nhà mình ở khu vực đồi Đông Đồng. Ao ở bên dưới đây anh em, ao rất là rộng, cá to. Cũng có một cái dãy chăn nuôi cũng rất là dài. Ở trong thì cũng nuôi nhốt rất là nhiều cục vàng, cục thịt. Nhà anh này thì anh cũng công việc ổn định rồi, đầy đủ, nói chung là giờ thiếu mỗi một cô vợ thôi. Nếu anh em bạn bè nào mà có nhu cầu thì nhớ inbox mình phía bên dưới nhé. Rồi, tiếp tục sẽ đưa anh em ra khu vực ấp của làng Tràng. Đây, bên dưới như anh em thấy đấy là nông trại của nhà ông ngoại mình ấy, nông trại của nhà ông cậu mình. Có một cái màu nước thực sự là rất là trời trội, đen xì luôn, khác biệt với các nhà khác. Thôi chắc là mình chỉ bay lướt qua thôi nha, không là mình đang bay mà soi thấy ông đang làm gì thì ông chửi chết. Và như anh em nhìn thấy ở đây nó có một cái hàng cây khá là xanh và dài. Tuy nhiên đây không phải là cái hàng cây thông thường đâu, bởi vì ẩn sâu bên dưới cái hàng cây này là sự tồn tại của một cái con sông. Theo như cái địa lý Việt Nam viết thì nó tên là một con sông cho nó hoành tráng. Tuy nhiên ở quê mình thì gọi nó là con mương cho nó thân thiện anh em ạ. Ở quê thì nói chung là không chơi mấy cái từ theo tầm cỡ quốc gia được, thì gọi là những cái tên địa phương hết. Mương anh em ạ. Đấy, như anh em nhìn thấy thì là con mương này là một cái con mương rất là quan trọng trong cái việc đó là cấp thoát nước cho các cái ao hồ ở xung quanh nó. Đấy còn chưa kể ngày xưa ấy, cái khu vực này nó còn là một cái đường bơi rất là dài 2 cây số dành cho bọn trẻ trâu ở trong làng, trong đó có mình. Và đặc biệt là cũng là một trong những cái nơi có thể khai thác những cái thủy sản như là ốc hay là hến anh em ạ. Vào những cái mùa ấy, nó cực kỳ nhiều ốc hến ở dưới cái con sông này luôn. Ok, bây giờ sẽ lần lượn một chút ra khu vực này nhá, cho anh em nhìn qua lại một lượt cái khu vực nông trại của ấp. Ở đây thì mình thấy là có một số cái trang trại, nông trại là cũng mới gọi là mới hình thành cách đây 2-3 năm thôi. Nhìn nó vẫn khá là mới. À, tiện đây thì nói chung là cũng giải đáp thắc mắc, trả lời một số câu hỏi của một số anh em, bạn bè hay hỏi mình ý. Đây là cái con máy bay của mình là nó quay được như thế nào, bay xa thế nào hay bay cao bao nhiêu. Đây là những câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất. Thì cái con của mình nó cũng không bay xa lắm đâu, nó chỉ tầm được độ 4 cây thôi, 4.000 mét thôi. Còn về cái chiều cao của nó bay được lên ấy, thì nó tối đa của nó theo cái nhà sản xuất họ nói thì là 400 mét đó. Thì cái chiều cao tầm giờ này mình đang bay cho anh em nhìn ấy, thì nó chỉ ở khoảng độ 87 mét thôi. Tuy nhiên thì thực tế là rất ít khi mình bay cao quá 150 mét, bởi vì là như anh em nhìn thấy ấy, thì là nó gần 100 mét như thế này thì những cái ngôi nhà ở dưới nó đã bé tí ấy, đã gần như là chẳng nhìn thấy cái gì rồi. Còn nếu mà bay cao lên khoảng độ 400 mét thì thực tế là gọi là bay chơi chơi thôi. Chứ nếu mà để quay phim như này cho các bác anh em xem thì cũng chả ai người ta bay như thế. Chỉ những cái video nào mà gọi là test kiểm tra cái độ cao của nó, gọi là bay chơi chơi thử, thì người ta mới bay cao như thế. Với cả mình cũng chẳng bao giờ mình bay cho máy bay của mình bay cao vậy, bay xa như vậy. Bởi vì đấy là cái chiều cao với cả cái gọi là cái độ xa tối đa mà máy bay có thể đạt được. Tuy nhiên thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất ý, với cả kinh nghiệm của các em, anh em chơi flycam thì các anh em khuyến cáo không nên bay quá cao, quá xa như vậy. Thì
thì rất có thể sẽ xảy ra hiện tượng đấy là một đi không trở lại. Tức là anh em ạ, chơi mấy cái dòng này nó khá là rủi ro ấy. Tức là mỗi lần mà nó bay lên ấy, nó cảm giác như là mình vừa tung một đống tiền lên ấy. Thực tế là nó về là rất là hên, không về thì thực sự là rất là xui. Nên là cũng phải nói chuyện anh em. Chắc là đây, bây giờ mình sẽ cho máy bay lượn về thôi. Vì là máy bay nó còn hơn 30% pin ấy. Bởi vì là mình có cài đặt máy bay đấy là ở cái chế độ cảnh báo mức về năng lượng hiệu suất. Khi mà 30%, máy bay nó sẽ có tự cái chế độ đó là cảnh báo mình. Tức là nó sẽ tính toán xem là cái lượng pin cũng như cái khoảng cách, xem là có đủ pin để đi về hay không. Trong một số trường hợp nhé, nếu mà mình mà cho máy bay bay quá xa mà pin còn ít ấy, thì nó cũng sẽ không cho mình bay tiếp tục bay. Nó sẽ cướp quyền điều khiển của mình và nó sẽ tự động return home đi về. Đâu rồi em ơi, về thôi. Bay xa quá rồi đấy. À đây 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 rồi. Hôm nay cái máy bay của mình nó bay ngược gió cho nên là có cảm giác là nên là nó hết pin hơi nhanh anh em ạ. Anh em thông cảm nhé. Thường thường đi. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi nhá. Nếu anh em thích những video mình làm về quê hương mình thì đừng quên like và chia sẻ ủng hộ mình nhá. Nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video nào tiếp theo nhá. Xin chào anh em. Bye.